Xin chào một ngày mới. Hôm nay là một ngày mới. Mình sẽ chuẩn bị cho một bữa ăn sáng của gia đình mình là một món gà thịt dê nấu nấu tiêu chay. Đây là khâu sơ chế đầu tiên. Món gà nấu tiêu của mình hôm nay gồm có hem. Mình có hem, thịt dê chay, khoai cao, nấm rơm và khoai tây. Mình sẽ sơ chế tất cả những cái nguyên liệu này. Đây là hem chay nha các bạn. Mình sẽ cắt một phần. Ở đây bởi vì mình chỉ nấu có 100g thôi. 100g hem và 100g dê. Bởi vì ăn sáng của vợ chồng mình ở đây ngày hôm nay là mình chỉ ăn một tô, mình chỉ nấu một tô à. Thì vừa đủ để ăn một bữa ăn sáng đơn giản. Còn nếu mà một ngày đám giỗ của gia đình mình hay hoặc ăn vài người hay hoặc là có tiệc gì đó thì các bạn sẽ tăng cái lượng nguyên liệu lên. Nó tùy theo cái lượng mình nấu. Ví dụ như nửa ký khoai cao mà mình nấu cho khoảng 4 người, 5 người ăn thì khoảng nửa ký khoai. Hem này mình sắc mỏng ra và bằm nhĩ, bằm thiệt nhĩ nha các bạn. Tiếp theo đó là nấm rơm. Nấm rơm chúng ta cũng bằm nhĩ luôn. Mình sẽ có nấm rơm bằm nhĩ. Bởi vì mình nấu chỉ có hai người ăn cho nên mình nấu rất là gọn gàng. Khoảng một củ khoai tây và khoảng hơn 100g khoai cao. Thì gọn gọn vừa vừa mình chẻ ra. Mình sẽ chẻ nó ra vừa miếng ăn. Thì nấu cho một tô thôi. Bởi vì đây chỉ là bữa ăn sáng của mình. Còn các bạn nấu cho nhiều người ăn hay hoặc đám giỗ mình nấu nhiều thì mình sẽ tăng cái nguyên liệu lên. Mình tăng cái nguyên liệu mình nấu nhiều thịt dê, nhiều hem, nhiều khoai cao. Rồi nấm chúng ta sắc cho nhuyễn rồi chúng ta bầm luôn. Đây là nguyên liệu cơ bản cho cái món nấu tiêu chay của mình. Ta sẽ bầm thật là nhuyễn ra. Càng nhuyễn càng tốt nha các bạn. Bởi vì cái này mình sẽ làm cho cái nước nấu tiêu của mình được sống lại, đậm đặc hơn. Chỉ là một bữa ăn sáng đơn giản thôi, nhưng chúng ta xiên một chút chúng ta làm thì nó sẽ có một món ăn rất là ngon cho bữa ăn sáng của gia đình mình. Khi ăn chay thì nói chung là những món ăn chay người ta bán thì nó không có phong phú, mà mình ăn lâu ngày trời tháng và quanh năm suốt tháng, mình ăn mãi mãi thì mình nên biết chế biến nhiều thứ thức ăn chay cho gia đình, cùng thưởng thức, cùng ăn với gia đình để giữ được sự ăn chay được bền chặt, ăn mãi mãi. Bởi vì sự ăn chay sẽ làm cho thân tâm chúng ta an lạc. Xin nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc, mọi người được hạnh phúc vui vẻ. Rồi sau chúng ta bầm đã xong cho ra dĩa.
thịt dê, nếu mà mình mua về mình cảm giác cái miếng thịt dê nó hơi to thì mình cũng có thể cắt cho nó vừa gọn ra miếng ăn như thế này. Đây là dê chay làm từ gốc nấm đông cô, cũng rất là ngon. Nó là một món ăn dành cho người ăn chay. Ta sẽ sơ chế cắt gọn cái miếng nấm đông cô lại cho nó cái gốc nấm, cho vừa đủ cái miếng mình ăn thôi, đừng quá lớn. Rồi tiếp đến là mình sẽ sơ chế khoai cao và khoai tây. Mình sẽ sắc bằng bằng trắng nha các bạn, cho cái khoai mình nó đẹp. Mặc dù là mình ăn nhưng mà mình cũng làm cho nó có hình dáng bắt mắt. Rồi mình sẽ có 4 củ khoai cao, một tô thì một củ khoai tây và bốn củ khoai cao, bốn củ khoai cao vừa gọn thôi, mình cũng chẻ ra nó hơi to, chẻ cũng vừa đủ miếng ăn. Vừa đủ mình gấp thôi để nó ngán, khoai cao nó đỡ ngán nha. Mình lựa khoai cao nó vừa gọn nhỏ thôi, đừng có mua khoai cao lớn quá. Mình thì thường nấu cà ri hay hoặc là món gì về khoai cao thì mình rất là thích chọn cái loại khoai cao nhỏ. Gọt thì tuy nó có hơi cực một chút, nó hơi lâu, nhưng mà khoai cao nhỏ gọn như vậy thì cái hương vị của khoai cao nó rất là ngon. Mình không có thời gian thì mình chọn khoai lớn. Rồi bắt đầu chuẩn bị nấu. Mình sẽ bầm một ít tỏi. Tỏi mình bầm hơi nhuyễn một chút. Chuẩn bị một cái chảo, và đầu tiên là mình bắt một cái chảo dầu, một cái chảo nhiều dầu lên. Trước tiên là mình sẽ sơ chế khoai tây và khoai cao. Mình đợi cho dầu nó nóng lên nha. Chảo dầu nó đã nóng lên, chúng ta cho khoai tây và khoai cao vô. Mình chiên sơ khoai cao và khoai tây ở trên cái chảo dầu nóng như thế này, nó vừa vàng thôi, đừng có để quá vàng, vừa vàng tới một chút, không cần thiết phải quá vàng gì đâu. Như vậy á, đặng cho miếng khoai của mình nó được dẻo hơn trước khi mình đổ vô nấu. Mình chỉ chiên khoai tây trong vòng vài phút được rồi. Mình sẽ cho ra dĩa. Khoai tây cùng với khoai cao. Và tiếp tục mình sẽ chiên tiếp, sơ chế tiếp dê với hem. Hôm nay cái món nấu tiêu của mình thường thì nấu bằng thịt gà chay, nhưng hôm nay mình sẽ nấu bằng hem và dê.
Đây là hem chay nha các bạn. Rồi thịt dê chay mình cũng cho chơi vô đặng mình sơ chế mình chiên luôn. Bởi vì khi mình chiên nó vàng lên thì mình nấu nó sẽ không có cái mùi hôi của cái chân nấm. Cho nên chúng ta sẽ chiên cho nó vàng. Rồi như vậy là tất cả những cái nguyên liệu cần thiết mình đã sơ chế xong. Lớp nấm và hem nó đã vàng, mình cho ra dĩa. Và một khâu tiếp tục nữa là mình sẽ chiên, mình sẽ xào cái món món hem và nấm mình đã bầm sẵn, cho tỏi vào chảo. Thử tỏi nó vừa thơm lên thôi, không cần vàng. Tiếp đó mình sẽ cho nấm và hem mình đã bậm hồi nãy đó. Tiếp tục. Và nguyên liệu này mình cũng sẽ xào cho nó vàng lên. Khi nó được vàng lên thì nó rất là thơm. Và mình chế biến món tiêu nó cũng ngon. Rồi, như vậy là cái món nấu tiêu này hem và nấm mình cũng đã chiên sơ cho nó vàng. Chúng ta sẽ vớt ra khỏi chảo dầu. Khâu cuối cùng là mình vớt ra để nấu nha các bạn. Nhớ là trong đây tỏi mình chỉ khử vậy nó vừa vàng tới thôi. Như vậy thì cái hương vị của tỏi nó sẽ rất là thơm. Cái này mình sẽ vớt bằng cái rây để nó ráo dầu nhanh. Để nó được hết sạch. Giá nó hơi thưa. Vì cái rây mình rất bảo đảm thì sạch hết. Rồi, mình sẽ xào thêm một chút nữa, khoảng 5 phút nữa, ở trên cái chảo mình chuẩn bị nấu. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ cho tiêu vào. Tiêu mình xào chung với hem và nấm thì cho nó thơm lên. Ngày hôm nay cái món nấu tiêu của mình thì mình sẽ nấu bằng tiêu mình đã xay rồi. Thường thì có người người ta thích đập dập hơn, nhưng mà mình thì thích nấu bằng tiêu nó đã đập dập sẵn, xay sẵn. Mình đập dập cũng được, nhưng mà riêng mình thì mình thích nấu với tiêu đã băm xay sẵn, nhuyễn. Rồi, tiếp theo là khâu mình sẽ nêm nếm.
một chút xíu đường. Một chút muối bạc liêu. Một muỗng bột ngọt nhỏ thôi. Và một muỗng hạt nêm nấm hương. Như mình đã nói đó, mình rất là thích xài nấm hương. Hương vị rất là ngon. Rồi chúng ta cho tất cả những cái hỗn hợp ở đây là mình có khoai cao, khoai tây, thịt dê và hem. Như vậy thì cái này nó đã vàng tới. Hem bầm và nấm rơm nó đã vàng tới. Mình làm giống như gan giả vậy đó, gan chay nha các bạn. Chúng ta cho tất cả nguyên liệu vào. Khi nêm nếm vừa ăn mình cho mình đảo đều đi, rồi xong rồi mình sẽ cho nước. Ở đây mình sẽ đổ chừng hơn một tô nước. Vậy khi mình nấu thì nước nó sẽ sắt xuống. Nó sẽ vừa còn một tô. Rồi. Như vậy là nó đã xong cái cách mình chế biến. Và mình sẽ đậy nắp lại. Đậy nắp lại đợi cho khoai nó chín nha các bạn. Đây là khâu cuối cùng, nó đã hoàn tất. Sôi chín tới, mình cho một ít cà rốt, củ cải đỏ vô cho nó bắt mắt. Rất là ngon phải không các bạn? Ở trong đây mình có khoai cao, khoai cao nó cũng vừa dẻo chín tới rồi. Rồi mình nhắc xuống, tắt bếp. Và cho ra tô. Rồi, món nấu tiêu chay của mình rất là ngon. Đây là một món ăn sáng chay rất là đơn giản, thuần khiết. Bắt mắt phải không các bạn? Ở trong đây mình cho một chút xíu dầu hạt điều. Mình cho nó có cái màu tươi. Và mình muốn cho nó ngon thì chúng ta sẽ thêm một ít sa tế. Bởi vì trong mấy cái món nấu tiêu hoặc là cà ri này hay là bò kho gì thì chúng ta để sa tế vô chấm nó rất là bắt bánh mì. Dành cho những người thích ăn cay. Còn những người không thích ăn cay thì không cần, khỏi cũng được. Nhưng mà mình ở đây thì rất là thích ăn cay. Cho nên tất cả mọi món mình đều để sa tế. Mình nấu thì khi mình múc ra tô mình chỉ để sa tế thôi. Còn những người ta không ăn thì mình không cần bỏ trực tiếp vô chảo cũng được. Mình chỉ cho ra tô để đủ mình ăn thôi nha các bạn. Rồi xong. Một món tiêu, nấu tiêu chay rất là ngon, đơn giản. Cho một ngày mới. Chúc mọi người ngon miệng, thân tâm an lạc. Cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tất cả mọi người nên ăn chay đi để hạn chế sát sanh. Vì lòng từ bi bác ái của chúng sanh đối với mọi loài, mọi việc, mọi vật. Tạm biệt.